Quản trị, tất cả đoàn viên khó khăn đều được chăm lo trong dịp Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị chiều ngày 17 tháng 1 đã tổng kết hoạt động năm 2021. Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh, năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chi hỗ trợ 263 công nhân, viên chức lao động với số tiền 353 triệu đồng, hỗ trợ 172 triệu đồng cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch và các y, bác sĩ trên địa bàn tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương, vận động công nhân, viên chức lao động ủng hộ 7,3 tỷ đồng và 16 tấn hàng hóa để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Dịp Tết Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn tỉnh đã tặng 25.021 phần quà trị giá 13,4 tỷ đồng cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu có 100% đoàn viên, người lao động khó khăn được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đáng 2022, phát triển 2.500 đoàn viên thành lập 25 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.